chào các bạn nha. Đến với kênh Nhật ký miền Tây các bạn. Thì hôm nay sẽ ra ngoài cái đám ruộng nè. Hồi nãy đi lúc đi vòng thấy có cái con cá bị mắc cạn. Giờ đi ra mình bắt cái con cá bị mắc cạn đó các bạn. Cái đây các bạn thường thường bị mắc cạn chỗ này nè. Mấy cái đường nước chỗ đây nè. Hay mấy chỗ này các bạn mưa nước mà trời nắng nó không xuống như ấy không có là nó không có đi được rồi nó mắc cạn nha chung đó đó. Buổi sáng ngày buồn sương quá. Thấy nó như cổ luôn mà sẽ chưa có bắt được. Để nó ra bắt nó. Nếu không bắt được à, bữa nay các bạn nhìn thấy mặt trời thế này các bạn là thế nào bữa nay cũng chết rồi. Tại nắng nóng quá còn cái lỗ nước không rồi. À, thấy không cá này nó người bỏ cá này. Thế là nguyên cậu cá các bạn, nguyên cậu luôn đó, nó bị nó cạn đó. Đây nó chui vô một cái lỗ rồi nè. Nè hôm nay mới một đống ở trong đây nè, có con cua nữa, nó phải chạy, nó chạy ra nè. Còn đó nó đang nó do có con cua các bạn nó phải ra cái lỗ rồi nè, còn không là nó chết bị mấy con cua ăn nó hết nè. Ở đây hồi nãy có mấy con chạy qua nè, để bắt các bạn đó, đó. Giờ đến không xuống bắt nó coi. Thì cái hành bắt nó lên như các bạn quá rồi nó giải dằn quá trời dằn cái máy của mình luôn. Đó các bạn thấy không, cá nó bị mắc cạn cái đấy các bạn. Bạn chỉ thò tay bắt lên nè. Nhiều lắm, nó ngược đóng cái đây luôn. Mà cá này ui nó giải quá. Cái này các bạn gì chứ thả hầm thôi, sợ nó không có nó không có nó ăn được, nó hơi nhỏ nó ốm tại vì mắc cạn hôm nay nên đây nè. Dạ rồi bạn thì nó lóc lên nè. Nó bay luôn. Này là càng cứu cá nha các bạn, không bắt là nó cũng tiêu. Nè, đây là cá rô nè, nó hơi ốm. Nó nguyên bầy cá luôn. Cái này cái trào cọt cứng các bạn, nó nhỏ nè, xảy lên tới đây luôn. Cái xíu giải cứu cho nó.
hết rồi. Đây các bạn thì một thao luôn này, cái bị mắc cạn nên là hôm nay phát hiện trước, không nó tiêu vừa thì có cá rô, mấy con cá đi nữa. Đây các bạn đó, đó. Thì đây vô cái hàng cua nó không sống được, nó ra được. Thì cái vũng nước này các bạn, nó cá nó xuống đây rồi nó không có lên được. Vô con cá đây nữa các bạn. Đây, con cá các bạn thấy không? Nó bị mắc khô các bạn. Khô nó nằm nè. Ừ. Nó mấy cái vũng nước này lúc trước nó khô, nó có nước nhưng mà là sông này do trời nắng á, đầu nó khô. Nó khô rồi để lại mấy dấu chân nè. Yeah, cá. Phải kiếm mấy cái nó nằm dưới đây nè. Giờ mấy cái này mình ra trễ trễ nó bị chết với chuột ăn hết trơn à. Bằng không mà chắc nhiều lắm. Mấy cái đường ngư mấy cái đường này các bạn thì do mình không có thời gian mình đi, chứ mấy cái đường này nhiều lắm. Đây các bạn, nguyên cánh đồng lúa miền Tây nè, thì cứ hở tới cứ dầm mùa này các bạn thì cá bắt đầu nó bị mắc cạn. Nó cạn mấy cái lỗ chân mà chân bò anh xuống không được á, chân nó cái vụ lỗ nước trũng á. Thôi mình phải đi vô, mình cũng đi làm rồi. Thôi là mình ra phát hiện được, mình bắt mấy con cá dưới ngoài để các bạn cứu nó được, không là nó tiêu hết ráo rồi. Đây cái lỗ này nè, thôi là bắt không còn con nào á, dừng thả dưới hầm mình mới được. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo nha các bạn. Sáng này trời, sáng ngày đi mùa xuân hơi nhiều, nắng nữa, nắng đang lên. Giờ mình về sẽ thả mấy con cá này xuống cái ao. Có mình thả một mớ rồi, sáng ngày thả thêm mớ nữa. Đây là cái ao nhà các bạn, cái ao nhà nè thì nó cũng tương đối rộng. Ugh.
Giờ tiến hành thả xuống mấy con cá mà lúc bắt nãy bắt các bạn. Đây, mấy con cá rô rất to, các bạn nhìn thấy cái to không? Đây, cái rô đây. Rô đáng lẽ ăn được nhưng mà thấy nó ốm các bạn, hổm đi mắc cạn. Cái rô không à, chỉ mấy con cá trào cứng nè. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và theo dõi video nha các bạn. Thì mấy con cá ngày qua mình thả nó, mấy con nó chết kìa. Bạn thấy nó chết, nó nổi đó. Ngày qua nó chết sẵn rồi đó. Rồi thả nó chết luôn. Rồi thôi, giờ mình vô nha các bạn. Vô đi làm nữa.